giải pháp cho người hay nổi mụn, gầy gò, nóng trong, không biết tiếc cả đời. Người mà da rẻ xanh xao vàng vọt hay nổi mụn lúc nào cũng như bốc hỏa, ăn nhiều nhưng cơ thể hấp thụ kém nên thân hình luôn luôn gầy guộc, không có sức sống. Những dấu hiệu trên là điển hình của bệnh nóng gan. Người nóng gan, chức năng gan sẽ suy yếu, khả năng đào thải độc tố không tốt, độc tố tích tụ nhiều và đi vào máu lan ra khắp cơ thể, đến lúc quá ngưỡng thì phát tích ra ngoài gây ra mụn, ngứa ngáy. Ngoài ra độc tố có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây tiêu hóa kém, người ăn vào nhiều nhưng hấp thụ không được bao nhiêu. Lúc này cần phải thầy đọc cho gan, làm mát gan để giúp cho cơ thể được phục hồi thanh nhiệt, hấp thu tốt và giải quyết được các vấn đề nóng trong của cơ thể. Tôi xin chia sẻ cho các anh một bài thuốc bổ gan, làm mát gan từ đời nhà Đường, được ông cha ta áp dụng rất hiệu quả. Cần chuẩn bị khương hoạt, phòng phong bắc, cam thảo mỗi loại 10g, xài hồ bắc, xuyên khung, kinh giới huệ, chỉ sắc mỗi loại 12g, 16g bạch linh, 4g hoạt đại hoại, mỗi ngày sắc một thang, chia 2 lần uống trong ngày. Thầy Bình, Nam Dược trị Nam Nhân.